Xin chào giáo sư Phạm Minh Hoàng ạ. Dạ, xin chào anh ạ. Chúng tôi được biết là mới đây Tổng lãnh sự quán Pháp tại thành phố Sài Gòn có thông báo cho ông biết rằng là nhà nước Cộng sản Việt Nam đã quyết định tước quốc tịch Việt Nam của ông. Và như vậy có nghĩa rằng trong một thời gian nữa ông sẽ bị trục xuất ra khỏi Việt Nam. Ông nhận tin này trong thái độ như thế nào ạ? Dạ, thưa anh, thưa quý thính giả, lúc mà tôi nhận được cái tin này thì tôi tưởng như tôi chết nửa người luôn. Tôi cũng phải cố gắng tôi bình tĩnh để có thể nói chuyện tiếp với ông ta, để bàn thảo tiếp với ông ta. Thì tại sao tôi ở trong một cái tình trạng nó phải nói là khủng hoảng như thế? Thì bởi vì chắc là anh cũng biết là tôi, cái ước vọng của tôi cũng như là mọi người Việt Nam là được sống, làm việc trên đất nước mình. Tôi để được làm việc ở đây thì tôi đã cố gắng, tôi chuẩn bị học hỏi, thu thập những kiến thức lúc mà tôi ở bên Pháp. Sau khi ở Việt Nam thì tôi cũng cố gắng để làm việc một cách tốt đẹp. Trong vòng 10 năm tôi làm đi dạy học ở trường Đại học Bách Khoa thì tôi cố gắng để chứng tỏ cho mọi người thấy tôi là một người thầy mẫu mực, người thầy có lương tâm. Và trong suốt thời gian tôi dạy học thì tôi cũng rất là hãnh diện là tôi đã chu toàn được cái nhiệm vụ mà của trường giao phó. Tôi không phải là một người thầy giỏi, nhưng mà các em học sinh họ cũng có những cái điều mà họ nhận xét tốt đẹp với tôi, là tôi cũng để cái vai trò của người học sinh hàng đầu. Thì nói như thế để cho anh và cùng quý khán giả biết là tôi rất là mong muốn là được sống làm việc ở đây. Thì cái ước vọng của mình nó càng lớn, thì mình khi nghiệm cái nghe cái tin đấy thì cái sự phải nói là cái sự thất vọng của mình nó càng nhiều. Thì cái viễn ảnh đầu tiên nó vẽ trong đầu tôi khi mà tôi thấy nghe ông Tổng lãnh sự thông báo, thì tôi vẽ trong đầu tiên của tôi là tôi, gia đình tôi sẽ ly tán. Tại vì trong nhà chỉ có cháu bé nó là quốc tịch Pháp thôi, vợ tôi là quốc tịch Việt Nam. Về tôi, mặc dù là ông Tổng lãnh sự hứa là sẽ can thiệp cho vợ tôi đi, nhưng mà ở nhà tôi thì còn một ông anh tàn tật và một người mẹ già nữa thì không thể nào đi được. Thì cái chuyện đầu tiên là tôi nghĩ là chuyện ly tán gia đình. Và chuyện thứ hai nữa là tôi đơn thuần là tôi không còn thực hiện được cái giấc mơ của tôi nữa, là tôi ở trong nước, mặc dù không được đi dạy nữa sau khi tôi ở tù, nhưng mà tôi vẫn sống ở trên cái đất nước này và tôi có thể đóng góp trong cái phần hạn hẹp của tôi. Bị tước đi cái quyền đó, tước đi cái ước vọng đó thì đối với tôi là cái đau khổ lớn nhất. Một người yêu nước, luôn luôn tận tình với đất nước, đi ra nước ngoài học tập để trau dồi kiến thức về phục vụ đất nước, về đất nước làm công việc dạy học cũng là tận tụy phục vụ đất nước, nhưng rồi lại bị lợi dụng vào cái chuyện này chuyện khác để mà bị theo dõi, bị trả thù, và cho rằng đây là một người hoạt động chống đối, rồi phải đi tù. Đi tù về vẫn tiếp tục công việc là dạy học để là mang lại kiến thức cho lớp trẻ, vẫn bị đeo đuổi cái chuyện là hận thù, áp bức và dồn đến con đường cùng. Ông nghĩ thế nào về cái chế độ cộng sản đối với người dân như vậy ạ? Dạ, thưa anh Thành, tôi xin được đính chính là sau khi đi tù về tôi không được làm gì cả. Cái chuyện mà đi dạy là cái chuyện không thể. Tôi thậm chí là bây giờ tôi mở một cái lớp dạy ở nhà nữa, thì cũng không được nữa. Nghĩa là cái mục đích của nhà cầm quyền đó, họ muốn cô lập tôi đối với các bạn trẻ, hoặc là nói to hơn là tiếp xúc với cộng đồng. Họ vẫn coi tôi là một cái người có cái điều kiện để truyền đạt một số cái tư tưởng mà họ không bằng lòng. Thì cho nên là họ thà là chặn từ xa. Và hai ba người tới ngồi nói chuyện thì không sao, nhưng mà nếu mà hai ba người đó mà tới một cách thường xuyên mà có vẻ như là đang học một cái gì đó thì tôi nghĩ là cũng khó lắm. Họ sẽ tạo điều, họ sẽ làm như một số chuyện hoặc là đe dọa hoặc là theo dõi. Họ chỉ cần theo dõi là những người đến với tôi là họ sẽ lánh xa, họ rất là sợ.
thì họ chỉ cần làm những cái động tác như thế thì đủ cho tôi là họ hiểu là họ không muốn cho tôi làm gì cả. Trừ những cái việc mà tôi có thể nói những cái việc nó rất là bình dân, hoặc là cái việc nó không có tiếp xúc, là chẳng như là họ cho tôi đi chạy taxi, hoặc là cho tôi chạy xe ôm, hoặc là làm một số việc lặt vặt khác. Thì trở lại câu hỏi của anh thì rõ ràng đó là tôi nghĩ là nếu mà họ họ khôn một tí xíu, họ tạo điều kiện cho tôi, thì biết đâu là tôi có thể là vì cái đam mê công việc thì tôi có thể là dành hết tâm huyết và điều kiện của tôi làm việc, tôi quên những cái việc và tạm gọi như là họ là chống đối đi, thì biết biết đâu khi làm như thế thì nó tạo điều kiện tốt cho họ, nhưng mà họ lại không làm như thế. Tuy nhiên có một điều tôi cũng khẳng định cùng anh là không bao giờ tôi ngưng nghĩ đến đất nước và quê hương của mình, ngoài cái là cái việc mà cái niềm háo hức đi dạy học của tôi. Song song với đó thì tôi vẫn muốn là tham gia đóng góp những ý kiến của mình về vấn đề đất nước, đồng thời trao đổi với những cái suy tư của một người đứng tuổi, một người thầy về đất nước cho các bạn trẻ, các học trò của tôi. Thì cái chuyện đó thì bây giờ họ vẫn coi cái đó là những hành động chống đối. Thì đến một nước như vậy thì tôi nghĩ là cũng cũng khó phát triển lắm, bởi vì họ chỉ có thể giữ chân, hoặc là có thể là tập hợp được những người mà là cái tạm gọi chữ là nịnh thần, hoặc là những người mà làm thì một mà phá thì mười, còn những người mà là khái có cái đầu óc mà xin lỗi là tạm ở muốn xài nó là có cái trình độ một chút xíu, và tuy nhiên những có những cái tư duy phản biện thì đối với những người đó họ không thể chấp nhận được. Mà đối với một chính phủ hoặc là một đất nước mà chỉ cứ nghĩ đến những kẻ nịnh thần thì chúng ta có nhớ thời như là Chu Văn An, thì đất nước đó không thể tiến bộ được. Đó là những cái điều mà tôi có thể nhận xét về cái chế độ và cái đất nước của mình hiện tại. Vâng, ông vừa nói tới nhà giáo Chu Văn An, chính ông và một số người tâm huyết với ngành giáo dục thấy ngành giáo dục Việt Nam đang xuống cấp, đang suy sụp, đang suy đồi về đạo đức, suy đồi về truyền bá kiến thức, nên ông và các bạn của ông đã thành lập ra cái hội nhà giáo Chu Văn An để mà phổ biến kiến thức, để mà phổ biến những kinh nghiệm giảng dạy mới. Nhưng mà trong cái tổ chức hội nhà giáo Chu Văn An như vậy thì ông và các bạn ông có được tự do để mà làm cái công việc mà truyền bá kiến thức không ạ? Thưa, lúc này trả lời ngay là không. Họ thì họ vẫn bảo là họ không có ngăn cản gì cả, nhưng mà thực sự mà nói muốn ngăn cản trong cái đất nước như Việt Nam thì rất là dễ. Giả sử chúng tôi tổ chức một cái buổi nói chuyện ở trong một cái quán cà phê, ở nhà thì nó không có tiện, ở quán cà phê nó dễ dàng, nó thoải mái hơn, thì họ có thể làm đủ một áp lực để cho cái cuộc trao đổi này nó không được hình thành. Cái chuyện đó đã xảy ra nhiều nhiều lần rồi. Hội giáo chức Chu Văn An đã có hai, tạm gọi như là hai chi nhánh ở hai đầu đất nước, một ở Hà Nội, một ở Sài Gòn. Thì ở là nơi nào cũng vậy, mỗi lần họp là cũng phải là như đi ăn trộm anh ạ. Nghĩa là chúng ta chỉ thông báo 24 tiếng đồng hồ trước thôi, mà thông báo trên Facebook và những cái phương tiện mà tương đối nó an toàn. Và chúng ta thông báo và chúng ta tổ chức ở những nơi là kín đáo. Và sau đó thì chúng ta bàn hết mọi chuyện xong là chúng ta ăn uống, xong rồi đi về, mà ai về nhà đấy. Cho anh biết một một tổ chức mà cứ phải 1-2 tháng mới có thể ngồi lại một lần, rồi không có đủ thời giờ bàn cái gì cả, thì nó không thể nào phát triển được, không thể nào phát triển được. Đó là tôi chưa kể đến cái trường hợp đe dọa của những thành viên mới, khi mà họ biết là các bạn hay là các thầy cô có ý hướng tham gia vào hội á, họ sẽ làm đủ một áp lực để những người này phải rút tên. Và cái chuyện đã từng xảy ra rồi với hai thầy giáo ở Hà Nội. Hai thầy giáo này cũng nghe nghe thấy hội giáo chức Chu Văn An cũng được mời là mời vào, nhưng mà chỉ có một thời gian ngắn thôi, tôi nghĩ là không tới 1 tháng, thì một người thì bị rầy rà cho công việc, một người khác thì họ đe dọa rất là nặng, đe dọa đến cái công việc làm ăn của họ. Thì mấy người này họ 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 liên lạc và nói là rất tụi chúng em xin xin rút, tại vì hoàn cảnh không cho phép được theo đuổi nữa. Thì anh thấy là cái chuyện hội hội giáo chức mà một chỉ sinh hoạt một cách như vậy thôi, tôi khẳng định cùng với anh là chúng tôi chỉ bàn về những cái vấn đề giáo dục thôi, mà anh biết là vấn đề giáo dục mà trong nước như anh vừa nói, nó có bao nhiêu cái tệ nạn, bao nhiêu cái xấu xa, mà một khi mà mình đụng tới cái xấu xa là mình đụng đến cái vấn đề xã hội nó đi ngoài giáo dục. Thì cho nên là không thể nào chúng ta cứ phải mãi giới hạn trong giáo dục được. Thì có lẽ là họ cũng nghĩ đến như vậy, cho nên họ cố tình họ cố gắng họ ngăn cản. Ở ngoài Bắc cũng thế, mà trong Nam cũng thế.
Chúng ta chỉ gặp nhau bằng cách tạm gọi như lén lút, gặp nhau cái quán cà phê, rồi có muốn hẹn ai thì cũng phải hẹn một cách lén lút, rồi gặp gấp rút rồi đi về. Thì anh nghĩ là một trường hợp như vậy thì phải nói là một cơ hội là phải làm sao phát triển được. Cho nên cho đến từ lúc mà thành lập cho đến ngày hôm nay thì cái số lượng người viên tôi nghĩ là chắc được một năm chắc được vài ba người thêm thôi. Và những cái sinh hoạt của chúng của anh em trong hội thì nó cũng chỉ rất là giới hạn, tại vì chúng ta không có dịp gặp nhau nữa. Nên thì tạm gọi như là kể oán với lại anh Thành về những cái sinh hoạt của hội. Trở lại vấn đề tước quốc tịch, nhà nước Cộng sản Việt Nam từ trước đến nay rất khuyến khích người dân có quốc tịch nước ngoài giữ quốc tịch Việt Nam, và cũng không cản trở người dân Việt Nam nhận thêm quốc tịch nước ngoài. Những người lãnh đạo đứng đầu của Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam đã từng ra tuyên bố rất chính trực trên các trường quốc tế. Thế nhưng rồi khi mà họ làm lại ngược đi, ngược lại. Bây giờ ông là một người có quốc tịch Việt Nam, lại thêm quốc tịch Pháp. Một người Việt Nam mà lại bị nhà nước Cộng sản Việt Nam tước đi quốc tịch Việt Nam. Trong khi đó thì ông bây giờ chọn hai con đường. Ông chọn con đường nào? Bỏ quốc tịch Pháp chứ không bỏ quốc tịch Việt Nam. Vậy thì cái điều đó có dẫn đến cứ nhà nước mà cứ bức tử thế này thì có lẽ đến ngày nào đó ông sẽ trở thành công dân vô tổ quốc không thưa ông? Nhà không thì cái chuyện bức tử, tôi xin lỗi, cái chuyện mà mất là công dân vô tổ quốc thì nó cũng là nó xảy ra cái điều kiện là hai nhà nước nó đều 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 bức tử mình cả, hai nhà nước đều cúp cả. Nhưng mà ở trong trường hợp của tôi chỉ nói trường hợp của tôi thôi, thì cái người mà bức tử trước á, cái người mà cúp trước thì chắc chắn là chữ Việt Nam. Mà nếu mà nhà nước Việt Nam mà cúp á thì là nhà nước Pháp là không có cúp nữa. Ừ, thì theo nước luật của nước Pháp á thì họ không có thể nào tước quốc tịch của một người chỉ có một quốc tịch. Ừ, thì điều đó cái giả sử là tôi muốn là giả sử mà cái chuyện là tôi nó không xảy ra thì tôi không muốn trở lại nước Pháp nữa, hoặc là tôi không có muốn ràng buộc gì cả, thì tôi có thể viết đơn lên tôi yêu cầu chính phủ Pháp gạch tên ra khỏi, hay là tôi hủy bỏ quốc tịch của tôi. Thì cái đó là chính phủ Pháp họ sẽ kiểm tra coi là cái ông này ông có mấy quốc tịch. Nếu mà ông chỉ có một quốc tịch họ sẽ từ chối ngay, họ sẽ từ chối và họ không có chấp nhận vô tổ quốc. Nhưng mà bây giờ nếu mà tôi hai quốc tịch thì họ đồng ý ngay thôi. Dĩ nhiên là tôi đừng có ăn trộm ăn cướp hoặc là nợ nần gì cả, xong rồi tôi bỏ quốc tịch đó, thì miễn là như thế thôi. Thì cái chuyện là vô tổ quốc là hầu như là ít xảy ra rồi. Cái chuyện là vô tổ quốc thường thường nó xảy ra trong cái trường hợp mà vào năm 1900 sau 1975, trong một số thanh niên như là tôi đã du học ở bên Pháp, thì những thanh niên này đều là mang quốc tịch Việt Nam trước năm 1975, và sau khi năm 1975 các thanh niên này họ không lựa chọn quốc tịch Việt Nam nữa. Thì lựa chọn cái quốc tịch hàng ở giữa là cái quốc tạm gọi là tị nạn chính trị. Thì tị nạn chính trị thì đúng là vô tổ quốc rồi. Thì chỉ có vô tổ quốc có xảy ra trong trường hợp đó mà thôi, chứ còn trong trường hợp anh đã có một quốc tịch rồi á thì khó lòng mà anh tước có quốc tịch của người ta lắm. Thì nước nào tôi nghĩ nước nào cũng vậy, nó cũng có cái điều khoản đó, vì cái điều khoản đó nó cũng phù hợp với là cái những cái cam kết đã được ghi trong bản tuyên ngôn của tổ chức nhân quyền là mọi người đều phải có một quốc tịch, một nơi ở. Thì cái chuyện vô tổ quốc nó chỉ xảy ra khi mà như cái trường hợp mà tôi trình bày vào sau năm 75 thôi nhỉ. Vâng, ông sẽ không phải là người vô tổ quốc, ông sẽ có một quốc tịch. Nhưng ông có một câu tuyên bố mà tôi thấy rất là xúc động. Nhà nước Việt Nam có thể đưa tôi ra khỏi Việt Nam, nhưng mà không thể nào Việt Nam ra khỏi trái tim tôi. Một câu nói rất là xúc động. Ông nghĩ gì khi mà nói lên câu nói này? Thứ nhất là chúng tôi xin được đính chính, cái đó không phải là của tôi anh Thành cả, câu đó hình như là của giáo sư Đoàn Viết Hoạt lúc mà ông cũng bị trục xuất ra ngoài, thì tôi nói cái đó nó đi từ trong trong trái tim của tôi. Thì tôi đã ngay từ cái giây phút đầu của bài nói chuyện của chúng ta ngày hôm nay với anh ấy, thì tôi vẫn xác định là tôi vẫn nhấn mạnh đến cái ước vọng là được sống và làm việc ở trong nước, nếu không sợ nói gở là mình muốn chết ở đây luôn. Thì đây là cái nơi mà ông bà tôi sinh tôi ra, bố mẹ tôi, bố mẹ sinh ra tôi, và tôi sinh ra con tôi, nó đều là nó gắn bó với cái đất nước này. Thì tôi cũng nghĩ là mọi người Việt Nam có một cái tâm tư như tôi thôi, chứ không phải là cái gì tôi là một cái người gì đó nó có một cái gì nó có thể là nó vượt vượt ra ngoài cái sự bình thường. Có thể là sau một thời gian tôi sống ở nước ngoài tôi thấy là cái tình yêu quê hương của tôi nó gắn bó hơn hơn nữa, thì chính bởi thế thì tôi có cảm nhận được là cái Việt Nam ở trong tôi nó rất là mạnh. Thì bây giờ tuy nhiên là trong một cái nước mà một nước độc tài á,
thì họ đẩy mình ra, thì họ đẩy là khá như là cái tấm thân của mình bị đẩy ra. Nhưng mà tôi chỉ muốn nói là cái ước vọng sống cho với quê hương, và cái ước vọng được yêu quê hương, được đóng góp cho quê hương, thì cái nó không bao giờ nó mất ở trong tôi cả. Và tôi nghĩ là nếu mà cái chuyện đó thực sự xảy ra thì cái đó là một cái bất hạnh cho tôi cũng như cho gia đình. Xin cảm ơn giáo sư Phạm Minh Hoàng và hy vọng ước mơ của giáo sư sẽ được thực hiện. Việt Nam luôn luôn trong trái tim giáo sư và luôn luôn là quê hương mà giáo sư luôn luôn mong ước.